Hạnh xin chào cả gia đình mình nha, cảm ơn cả nhà đã quay trở lại với kênh Cơm Quê Miền Tây. Ngày hôm nay Hạnh sẽ vào bếp chia sẻ với cả nhà, không phải là món ăn như thông thường Hạnh chia sẻ nữa mà sẽ làm cái món rượu sâm đó cả nhà. Thì sâm này thì ông xã của Hạnh được một người bạn ở Hàn Quốc mang về tặng. Hạnh rất là trân quý và cảm ơn tấm lòng của chị. Sâm này thì mình sẽ ngâm với lại rượu 45 độ đó cả nhà. Mình sẽ mua những cái bình thủy tinh nó đẹp như thế này nè để mà mình ngâm sâm. Thì qua tìm hiểu trên một vài cái kênh YouTube khác thì Hạnh cũng biết được chút ít cái cách ngâm sâm cũng như là cái công dụng của sâm. Thì ngày hôm nay Hạnh xin được mạn phép vào bếp chia sẻ với cả nhà về cái cách ngâm sâm cũng như là cái công dụng của sâm mang lại ha. Thì sâm thì mình sẽ ngâm với lại rượu gốc 45 độ là nó tốt nhất cả nhà. Và mình sẽ mua những cái bình thủy tinh như thế này nè để mà mình ngâm sâm. Vì ngâm sâm ở trong cái thời gian rất là dài, cho nên mình dùng cái bình thủy tinh để cho nó đảm bảo an toàn cho sức khỏe ha. Bình này thì Hạnh mua bình 3 lít đó là 160.000, bình 2 lít là 130.000 và bình 1 lít đó thì là 100.000. Thì bình càng to thì sẽ càng đắt tiền ha. Và ở đây thì Hạnh chỉ dùng cái bình của Việt Nam thôi thì nó tương đối giá rất là rẻ luôn cả nhà. Nếu như mà mình dùng bình của Hàn Quốc thì nó sẽ đẹp hơn. Tuy nhiên là nó sẽ đắt hơn á. Sâm này thì nó có tác dụng là bồi bổ cơ thể nè, chống suy nhược cơ thể nè, giúp cho những cái người mà ốm yếu gầy gò thì sẽ ăn uống được ngon miệng hơn, thì cân nặng sẽ được cải thiện, rồi làm cho da dẻ hồng hào, sức khỏe dẻo dai nè. Đồng thời cũng có một số tác dụng trong việc ngăn ngừa phòng chống ung thư và các cái bệnh thông thường khác. Thì để hiểu rõ hơn thì mình có thể sạch ở trên. Đây là cái hộp sâm mà ông xã của Hạnh được người bạn ở Hàn Quốc tặng cả nhà. Thì hôm nay thì Hạnh sẽ mở ra để mà cho cả nhà xem cái sâm ở bên trong. Và Hạnh cũng sẽ đi ngâm rượu cái sâm này luôn á cả nhà. Đây là được gửi trực tiếp từ Hàn Quốc và Việt Nam luôn. Ở đây thì mình cân thử luôn cả cái hộp thì nó là 1,240 kg. Thì chắc là 1 kg sâm ở bên trong đó cả nhà. Mình trừ cái phần hộp đi á thì chắc còn 1 kg sâm. Giấy báo mà để người ta bọc ở bên ngoài này cũng là giấy báo của Hàn Quốc luôn ha. Người ta có bỏ một ít cái rong lên trên nữa nè cả nhà. Theo như Hạnh nghĩ là chắc là để giữ ẩm cho sâm nó không có bị khô. Một ký sâm này thì có 8 củ nè. Nó còn dính rất là nhiều đất cát luôn. Cái này thì theo như mà được hướng dẫn thì mình sẽ mang đi ngâm nước cho sâm cái đất cát ở bên ngoài này nó mềm ra. Rồi mình dùng bàn chải mình chà cho nó sạch. Bây giờ thì mình sẽ cho vào thau để mà mình đi ngâm nước. Sẽ cho nước vào mình ngâm, mình cho ngập sâm luôn ha. Mình sẽ ngâm khoảng chừng 3 tiếng đồng hồ cho cái phần đất cát nó mềm ra cho nó dễ chà cả nha. Sâm mình ngâm được 3 tiếng rồi nè cả nhà. Bây giờ cái phần đất cát bám ở bên ngoài nó mềm rồi, mình sẽ đi chà rửa ha. Mình sẽ dùng cái bàn chải đánh răng và mình chà nhẹ nhàng lên thêm cái củ sâm. Mình cẩn thận để cho những cái rễ nhỏ này nè nó đừng có bị rụng nha cả nhà, tại vì trong cái rễ nhỏ nó rất là nhiều chất dinh dưỡng luôn. Theo như Hạnh được biết thì cái củ sâm mà đạt chuẩn cả nhà thì nó phải gồm có cái thân sâm nè, rồi cái bộ rễ sâm nè và hai cái tay sâm, hai cái tay nó nằm ở đây thì nó mới là sâm đạt chuẩn ha. Như thế này thì nó chỉ có một bên tay nè, tay bên này nó không có đều, nó không được to như cái tay bên này. Rồi mình cứ tiếp tục mình chà cho tới khi mà nó sạch, nó trắng cái củ sâm của mình.
nó rất là nhiều cát đất bám ở bên ngoài luôn cả nhà. Cái này là cái phần cát mà nó lắng xuống dưới sau khi mà mình ngâm xong nè. Còn đây là cái phần nước mà sau khi chà xong là cả nhà thấy nó dơ ghê luôn không? Cho nên là mình phải rửa xăm cho thật là kỹ ha. Sau khi mà mình đã dùng bàn chải mình chà sạch từng cái củ xăm rồi thì mình sẽ rửa lại cái củ xăm này với lại 2-3 lần nước nữa cho thật là sạch luôn. Và khi mà mình chà thì mình nhớ là mình những cái ngóc cách này nè, mình cũng cố gắng mình chen cái bàn chải vào, mình chà cho thật là sạch ha. Nhưng mà cũng phải nhẹ nhàng cho tránh cái xăm nó bị gãy. Thì sau khi mà mình đã rửa sạch xăm rồi mà trong trường hợp là mình có rượu để mà ngâm liền ở cả nhà, thì mình sẽ để cho cái xăm này nó ráo nước. Rồi xong rồi mình cho vào trong keo trong lọ, mình cho rượu và mình ngâm. Còn ở đây thì do là Hạnh chưa có mua được rượu gốc, tại vì mình ngâm xăm thì mình phải ngâm bằng rượu gốc ở cả nhà. Mà đặt rượu gốc thì tới ngày mốt mới có, cho nên là mình sẽ đi phơi nắng cái xăm này cho nó hơi héo héo một tí, cho nó khô khô ráo ráo đó cả nhà. Xong rồi mình sẽ bọc cái báo lại và mình cho vào trong ngăn mát tủ lạnh ha. Rồi sau khi mà rửa sạch xăm thì Hạnh sẽ cho cái ra cái rổ nè cả nhà, và mình đem ra mình phơi nắng cho xăm nó hơi héo héo ha. Xui là hôm nay không có được nắng cả nhà ơi. Trời ui ui thôi à. Sau khi phơi nắng cho nó héo héo rồi, bây giờ thì Hạnh sẽ bọc nó vào trong giấy báo để mà mình đi cho vào trong ngăn mát tủ lạnh ha. Thì Hạnh nhắc lại, nếu trong trường hợp mà mình ngâm rượu ngay cả nhà, thì sau khi rửa sạch thì mình để ráo rồi mình đi ngâm rượu ha. Tại vì Hạnh chưa có rượu nên Hạnh phải bỏ vào trong tủ lạnh nè, cho nên mới làm cái bước này. Mình ngâm liền thì khỏi bỏ qua cái bước này ha. Hạnh mua cái báo này ở đây nè cả nhà, mà nó trùng hợp và nó mua ngay là một sấp báo, toàn là báo tiếng Hàn không à, báo của Hàn Quốc ha. Hình như là người bán người ta biết là Hạnh mua về để mà gói cái xăm Hàn Quốc hay sao á, nên là người ta bán cho Hạnh cái báo Hàn Quốc luôn. Mình sẽ bọc kín nó lại để giữ cho xăm nó không có bị khô khi mà mình bỏ vào trong tủ lạnh đó cả nhà. Như thế này. Mình sẽ bọc thêm một tờ nữa ha. Tờ báo nó có hình củ xăm luôn nè cả nhà. Rồi Hạnh sẽ cho vào trong tủ lạnh ha. Bây giờ thì Hạnh sẽ giới thiệu qua cái bình để mà mình ngâm xăm ha cả nhà. Bình ngâm xăm thì do là mình ngâm xăm ở trong cái thời gian rất là dài và ngâm bằng rượu, cho nên là mình chọn cái bình thủy tinh ha. Và thủy tinh tốt một chút thì nó sẽ tốt hơn cho cái rượu của mình, nó chất lượng hơn. Mình dùng thì nó sẽ an toàn cho sức khỏe của mình hơn. Thì ở đây thì Hạnh có ra tiệm Hạnh mua cái bình mà để chuyên dùng để ngâm xăm luôn nè cả nhà. Ở đây thì Hạnh dùng 2 bình 3 lít cho 1 kg xăm với 6 lít rượu. Tùy theo cả nhà thích ngâm như thế nào ha. 1 kg xăm của Hạnh thì nó là 8 củ, cho nên là Hạnh ngâm 2 bình 3 lít. Trong trường hợp mà mình mua xăm mà 1 kg xăm 9 củ thì mình có thể chia ra 3 bình, mỗi bình 2 lít. Bình sau khi mua về thì mình sẽ thử cho nước vào xem là bình nó có bị chảy nước, bị rò nước ở trước cái chân bình hay không. Nếu có thì mình mang đi đổi lại ha. Rồi mình rửa sạch với lại xà bông với lại nước xong rồi thì để cho kỹ hơn, chắc chắn hơn thì mình sẽ tráng qua nước sôi cái. Mình cho nước sôi vào trong cái bình nè. Rồi mình tráng qua khắp cái bình hết luôn. Xong rồi mình chắc cái nước này ra, rồi mình đi úp cái bình này xuống phơi cho nó thật là khô. Ráo rồi mình hẳn đi ngâm xăm ha. Cho đầy nước trong bình luôn, hoặc là mình cho ít thôi rồi mình nghiêng bình như thế này, để cho đảm bảo là cái phần nước sôi nó tráng đều cái bình luôn ha. Đây là cái nắp của cái bình xăm nè cả nhà. Thì cái phần phía trong của cái nắp á, thì nó có cái móc để cho mình có thể xỏ dây củ xăm á, mình máng vào trong này, để cho khi mà mình ngâm á, cái củ xăm nó đứng á, nó đẹp á cả nhà, nó không có bị nghiêng qua ngã lại á. Xăm này Hạnh để tủ lạnh 3 ngày đó cả nhà, để trong ngăn mát á. Thì theo như Hạnh được biết thì cái củ xăm mà mình tươi này thì mình để trong ngăn mát được khoảng vài tuần.
Tốt nhất thì mình mua về thì mình làm liền ha, thì nó sẽ tươi mới nhất luôn. Củ sâm thì ở phần đầu này nè cả nhà, thì nó sẽ có những cái cục đen đen như này nè, thì mình cắt bỏ đi ha, để cho mình ngâm ở trong cái rượu á, nó trong nó đẹp. Cái sâm này mình ngâm ở cả nhà thì mình có thể sắc lát ra mình ngâm với rượu cũng được nè, hoặc là mình để nguyên củ mình ngâm đều được hết ha, nhưng mà để đẹp mắt hơn thì mình ngâm nguyên củ, và mình có thể ngâm với rượu hoặc là với mật ong. Khi mình ngâm với rượu thì cái hình thái sâm nó sẽ không thay đổi hay nó vẫn giữ nguyên cái củ sâm như thế này, nhưng khi mà mình ngâm với lại mật ong thì cái củ sâm của mình nó sẽ bị teo lại và nó sẽ sậm màu hơn ha. Thì tùy theo mục đích sử dụng mà mình lựa chọn. Và rượu ngâm sâm ở đây là rượu 45 độ nha cả nhà. Đi mua cái rượu gốc á cả nhà, và mình dặn cái người làm rượu người ta pha cho mình là rượu 45 độ ha. Cẩn thận hơn thì mình có thể đo lại cũng được. Và tốt nhất là mình ngâm với lại rượu trắng, rượu gạo đó cả nhà. Bây giờ thì để cho cái phần sâm á nó được đứng thẳng đẹp ở trong cái bình á, thì mình sẽ xỏ cái phần dây vào trong cái củ sâm. Mình xỏ vào trong cái phần đầu này nè cả nhà. Và mình có thể cột bằng cái cọng dây cước đây nè. Dây này gọi là hình như là dây câu cá thì phải. Đó, mình có thể cột cái dây này vào trong cái đầu này. Rồi mình xỏ qua. Mình đâm một cái lỗ trên cái đầu của cái củ sâm này để mà mình xỏ dây ha. Đó, như thế này nè cả nhà. Mình dùng cái cây nhọn á. Mình đâm. Rồi mình xỏ dây qua cái lỗ mà hồi nãy mình mới vừa đâm nè. Đó. Như vậy đó cả nhà. Mình cột những cái củ sâm lại với nhau. Ở đây thì Hạnh ngâm một bình là 4 củ, cho nên là Hạnh sẽ xỏ 4 củ lại chung với nhau. Mình cột cái củ sâm xong rồi thì mình sẽ cho thử vào trong bình để mà mình chỉnh cái phần độ dài của dây á cho nó đẹp nha. Mình sẽ cho cái phần rễ nó đi xuống dưới này cho cả nhà. Cho cái củ sâm kiểu như là nó đang đứng á. Đó, mình bây giờ mình sẽ móc cái phần dây này nè vào trong cái móc ở trên cái nắp này cả nhà. Để mình giữ cho cái củ sâm nó không có bị chìm xuống dưới quá đó. Đó. Nó sẽ nằm hơi phía trên như thế này nè. Thì cái này tùy mình điều chỉnh ha. Mình điều chỉnh sao mình lấy cho nó đẹp là được rồi. Rồi, sau khi mà cho sâm vào trong bình xong rồi, bây giờ mình sẽ rót rượu vào nha. Ở đây là Hạnh dùng hai cái bình 3 lít đó cả nhà. Mỗi một bình thì Hạnh sẽ ngâm với lại 4 củ sâm. Thì theo như Hạnh được chia sẻ đó cả nhà, thì sâm mà để ngâm cho nó tốt nhất á là mình sâm nó đủ 6 năm tuổi và củ sâm to, đẹp, đầy đủ các bộ phận như Hạnh đã chia sẻ ở đầu video đó, là củ sâm nó phải gồm có thân sâm, rễ sâm và hai cái tai. Tuy nhiên là sâm này là sâm được tặng đó cả nhà, cho nên là có như thế nào thì Hạnh ngâm như thế đó thôi ha, và rất là trân quý cái tấm lòng của người tặng luôn. Hạnh đặt mua 6 lít rượu á, và sau khi mà cho vào 5 lít thì nó sắp đầy rồi nè cả nhà, còn 1 lít nữa để cho luôn 1 lít còn lại vô nè. Cái hũ sâm bên này nè cả nhà, thì Hạnh không cần treo cái phần sâm lên thì nó vẫn nằm như thế này, do là cái phần này nó to nè, nó tới đây thì cái phần sâm nó to hơn cái bình á, tới đây nó mắc ở đây rồi, nó không có bị tụt xuống. Còn cái sâm ở bên này á thì nó bị tụt xuống nè, cho nên là Hạnh phải treo nó lên. Thì nói chung là tùy theo cái sâm của mình là mình cân chỉnh ha, có cần treo hay không.
nhưng mà mình nên cột bốn cái củ sâm nó dính lại với nhau thì nó sẽ đẹp hơn. Đó, với cái bình này thì Hạnh thấy là mình dùng cũng gần hết 6 lít thôi chứ chưa hết 6 lít này cả nhà, còn lại một ít ha. Rồi khi mà mình cho rượu vào trong bình thì có những cái vụn á, những cái vụn, những cái bụi mà trong lúc mà mình cầm cái củ sâm mà nó bị rớt ra nè cả nhà, thì mình vớt bỏ đi ha. Đó, để cho cái phần rượu của mình nó được trong, đẹp hơn. Rồi mình vớt xong cái bụi xong rồi mình sẽ đậy nắp lại nè, đậy nắp sâm lại ha. Các loại rượu ngâm thì mình ngâm càng lâu thì công dụng nó sẽ càng tốt nha cả nhà. Vì những cái thành phần mà ở trong cái nguyên liệu ngâm nó sẽ tiết ra được cái chất dinh dưỡng á, nó tiết ra được tối đa có thể luôn. Tuy nhiên là với cái sâm này thì mình ngâm ít nhất là 3 tháng thì mình có thể dùng được. Sau 3 tháng thì mỗi ngày mình có thể uống một cốc nhỏ sau khi ăn. Công dụng thì bồi bổ cho cơ thể nè, chống suy nhược nè, tăng cường sức khỏe, dẻo dai, rồi chống mệt mỏi, làm cho mình ăn ngon miệng hơn. Nói chung là rất là tốt, nhưng mà sẽ chống chỉ định đối với những cái bà mẹ mang thai nè, hoặc là trẻ em, mẹ cho con bú. Nếu mà để biết rõ hơn về công dụng thì cả nhà có thể search trên Google giúp Hạnh ha. Và video của Hạnh ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video, là mong tiếp tục được sự ủng hộ của cả nhà bằng cách like video, đăng ký kênh cũng như là chia sẻ giới thiệu kênh đến người thân bạn bè để Hạnh có động lực chia sẻ thêm nhiều món ngon lại hấp dẫn hơn nữa đến cả gia đình mình nha. Bây giờ thì xin chào tạm biệt cả gia đình và hẹn gặp lại cả gia đình ở những video sau. Chúc cả gia đình lúc nào cũng khỏe mạnh bình an.